lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, công an phường đang tiếp tục làm rõ vụ việc bé sơ sinh được phát hiện trong thùng xốp thả trôi trên sông Vinh. Trước đó, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa, phường Vinh Tân. Sau khi phát hiện thì mọi người đã nhanh chóng cứu cháu bé rồi đưa đến cơ sở y tế. Qua kiểm tra, cháu bé nặng 2,3 kg, chức năng sống bình thường nhưng có biểu hiện vàng da. Nhận được tin báo, công an phường Vinh Tân đã tiến hành xác minh làm rõ hai người phụ nữ có liên quan là chị P, 29 tuổi, quê xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên và mẹ ruột chị này là bà N, 65 tuổi. Bé trai được bỏ trong thùng xốp là con của chị P, vừa được 4 ngày tuổi. Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết người mẹ khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo con bệnh tật không nuôi dưỡng được nên đã nghỉ quẩn. Sau khi được cứu vớt an toàn, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chăm sóc điều trị. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.